Để có được bàn thắng làm nức lòng người hâm mộ thì những pha đỡ bóng mượt mà là bước không thể thiếu. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng lại những chạm bóng đầy tinh tế của các ngôi sao bóng đá để tạo ra các siêu phẩm xé rách mảnh lưới đối phương các bạn nhé. Bắt đầu thôi nào! Gãy bóng chút thôi làm gì căng, nhưng mà cú sút sau đó lại cháy lưới quá anh Giai ơi, đã hết cả chân rồi đúng không? Đỡ bước một kiểu này thì chịu rồi, rõ là chuyền vượt tuyến mà vẫn đỡ được gọn gàng như thế. Thôi thì gôn đối thủ kia kìa, mời anh Giai bắn phá nó luôn. Quả đỡ bóng với vô lê luôn như thế này, tưởng chỉ xuất hiện trong game thôi chứ. Ông này đúng là cao thủ rồi, cho nên anh bạn gác đền có bị đứng chôn chân cũng đừng tự trách bản thân quá nha, không làm gì hơn được đâu. Đỡ ngực ư, không thế thì thị trường quá, để anh đỡ bóng bằng lưng cho nó độc đáo nha. Karim Benzema đúng chuẩn gánh tim trên hàng công Real Madrid, ghi bàn quả nào quả đấy mượt đét. Làm sao để bóng chỉ cần qua chân thủ môn cùng một người nữa là đội nhà có ngay bàn thắng. Dễ lắm, đỡ bước một đỉnh cao như ông anh này là được. Còn cách làm như thế nào thì mời bà con tự tìm hiểu nha, không có nói đâu. Thường hay bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, thế nhưng Olivier Giroud lại là chúa tể của những tình huống bị đặt vào thế khó. Đỡ quả bóng đã mượt, xong dứt điểm bằng chân còn lại chuẩn đét thế này, đúng là nam thần nước Pháp. Để yên đó, để anh tự tạo cơ hội cho mình, ok. Các chú như nào, đã thấy ai tân quả bóng chuẩn chỉ như này chưa? Vừa đúng, đã vung chân luôn mà, không ghi bàn thì hơi bị phí phạm nha. Công chúa Kai Havertz này ngầu thế, không điệu đà nữa à? Gì mà đúng hai động tác xong đưa bóng vào lưới đối thủ lạnh lùng vậy? Cổ động viên Chelsea lại u mê rồi đây. Rồi rồi, ngay từ quả đỡ bước một là đã thấy thủ môn bên kia không có cửa đỡ rồi. Xong rồi, cái ông tác giả lại còn tân bóng quá hiểm như thế nữa. Ai mà chơi lại được bây giờ? Chắc hẳn khi thủ môn lao ra, anh ấy sẽ nghĩ rằng đường bóng xa thế này, khứa kia đỡ được quả bóng chắc cũng đã văng ra cả mét thôi, chạy ra ôm bóng luôn cho lành. Thế nhưng mà ông anh nhầm to rồi, bị lỡ đà luôn rồi này, ôi con sông quê. Bất ngờ chưa ông già, thật ra điểm nhấn lại không nằm ở pha đỡ bước một, mà nó lại đến từ cú dứt điểm từ khoảng cách khá xa khung thành của ông thần này. Sao anh lại tự tin quá vậy? Đã nói về những bàn thắng đỡ bước một đẹp mắt, chắc chắn phải xuất hiện trùm cuối Dennis Bergkamp. Cựu sao Arsenal xứng đáng là ông hoàng trong khoảng này, toàn những siêu phẩm để đời đến từ người Hà Lan không bay. Ngoại trừ những lùm xùm bên ngoài sân cỏ xung quanh cô vợ ồn ào, Mauro Icardi cũng là một tiền đạo đẳng cấp đấy chứ. Tung người đỡ bóng xong rồi nhẹ nhàng ghi bàn, và đó là cựu đội trưởng Inter Milan. Thân hình to con không thể ngăn cản sự kỹ viện của anh chàng, gãy bóng quay người khiến đối thủ không kịp trở tay, xong rồi còn sút mạnh như vậy thì mảnh lưới này là của anh tớt. Tưởng dứt điểm theo kiểu cục súc chứ anh, thấy cái đà trông dữ dội lắm mà. Thế cuối cùng là lốp bóng à?
Hay vậy Bồ Tèo? David Beckham dù thời điểm ấy đã lấn sân sang thị trường giải trí sao Hoa, nhưng mà đẳng cấp chơi bóng của anh vẫn còn đỉnh cao lắm. Idol của mọi nhà nó phải khác biệt đúng không mọi người? Kevin Prince Boateng thời đỉnh cao đã từng khiến cho bao hàng thủ tại Serie A chao đảo. Thế nhưng cựu sao AC Milan lại chọn đá sân cỏ đen nhiều hơn cỏ xanh, cho nên sự nghiệp cứ thế lụi tàn trong sự nuối tiếc của người hâm mộ. Khoảng cách từ siêu phẩm khống chế bóng cho đến lỗi cao chân nó mong manh lắm. Chỉ cần một chút xíu thôi là tất cả đổ sông đổ bể. Tất cả đều nhờ sự tinh tế của người thực hiện thôi. Đỡ bóng hơi lỗi nha chàng trai, nhưng mà không sao. Cú vô lê bằng chân trái đẳng cấp sau đó đã cứu tất cả, thật là ảo diệu. Sự thính nhạy và tinh ranh này, nhìn từ xa các dân chơi cũng biết ngay đó là Luis Suarez rồi. Ở Inter đá bay rồi, giờ lên tuyển cũng xuất sắc vậy luôn Lautaro Martinez. Sao hay ra dễ quá vậy thanh niên? Nhưng mà làm thế Messi với đồng đội thích đấy, cứ tiếp tục phát huy nha. Đã đỡ bóng dính rồi lại còn song phi cháy lưới vậy nữa, riết rồi không biết ông này đi múa võ hay là đá bóng nữa đây. Công nhận bàn thắng này cũng có chút sự can thiệp của thần Kim Quy, nhưng mà cú xoay người dứt điểm của ông bạn này cũng đỉnh đấy. Cái này thì được luôn anh. Từng là vị đấng toàn năng tại Liverpool, Divock Origi không bao giờ làm anh em thất vọng. Phá bẫy việt vị mượt, đỡ bóng khỏi chê, xong rồi còn lừa thủ môn mới chịu ghi bàn cơ. Đấng mãi đỉnh, ngài là vô đối Origi. Vừa rồi là những pha chạm bóng đầy tinh tế của những ngôi sao bóng đá, tạo ra những bàn thắng khiến người hâm mộ phải hưng phấn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe cho kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại.